Tắt bồng bình. Bồng bình chó không có được tốt cho mấy, nói chung con nhiều nhẹ nó bồng bình nha. Hàng sáo của anh Đinh Đình Chiến này, siêu đơn giản nha, rất chắc. Đấy. Đấy, thấy chưa? Rất đơn giản. Các bạn bên 18 đầu lên chưa? 300. Mới luôn. Cá mới. Cung mới, dù mới. 30 xong. 1, 2, 3. 30 xong. Hả? Cá mới, cung mới, dù mới nha. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 15, 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 thế nhập là chơi đấy chứ. Đúng rồi. Thế có ý là nó sập gì đó. Vàng xanh rồi trắng. Áo người ta mới tin. Hai nhân đang cột dây. Còn cháu nha. Hai nhân đang làm thằng dây. Đấy dây dây. Cột để đi rút cú cháu. Còn này dễ này nó. Nhưng mà như nhặt mấy lần rồi đúng không? Cái cột dây đơn giản nha, một vòng luồn qua đấy, tay luồn ra một nút ra này đấy, bắt đầu mình cột thật chặt vào, càng nặng tay thì càng rút càng chắc. Là mười mấy vòng vậy. Hai người đang cắt lợn về, cắt cục dây nữa, đang ngồi dưới nha. Lên trai đấy mày, trai có chạy đi anh này. Ôi, cắm đầu ấy. Bồng bềnh đấy, nhẹ từng. Nhẹ từng rồi. Cậu có sáo chút ghét rồi. Tết là đầu thành công tốt đẹp nha các cụ. 30 sao. Con này không yếu thôi, không yếu thôi. Con này chiến dông rồi ông ơi. Không... khung này chơi gió bồng bềnh. Con giường này ấy rất đất này, nó cỏ rất đất. Đúng rồi, con này nếu mà không có gió là bảo đảm nó nằm dưới đất.
tiếp tiếp con khác nha, trả dây đây. Trời hơi nắng, hơi chói mặt trời thì xíu nha. Đấy, chuẩn bị lên con này đây. Ôi thằng kia. Khói đâu, thằng nó thả. Toàn nghệ nhân không. Đúng rồi. Quá mất đó. Thả được. Ra đây sẽ mất thời gian đấy chứ. Ba trăm cái đó. Bữa nay xuống 27 hả? 27 em mua 3 cái. Đấy ba ông ngồi trong lều này. Bắn vào đấy bắn. Mình muốn coi máy bay, mình muốn coi cái game, mình coi gì coi. Nó có biết màn hình, nhưng là mình muốn coi ở cái tốc độ cao độ. Bồng bần. 4 mét bồng bần. Máy cao hơn là máy bay đáp chịu độ luôn. 10.000 là hết rồi. Em thấy coi là mình nói 10.000 là tốc độ cao là hết rồi. Còn có trước thì nó bay cao hơn nữa, nhưng mà cái nào thì theo cái đường bay. Mẹ đi máy bay ngồi trên mẹ 8 tiếng 10 tiếng. Mà 8, 2 tiếng mình có thấy ngoài. Bay ra Bắc ra ngoài. Ngồi trong tầm nó bay chậm vậy. Ra ngoài bay kèo cái. Ra ngồi bên trong không thì thấy nó bay đâu. Cái trăm bao nhiêu tiếng? 18 tiếng. Bao nhiêu? 18. 18 nha, 18 nha. Để cho đi qua Ý là 14 tiếng. Qua Ý 14 tiếng còn qua. 18 tiếng. Có cảnh thế nào không? Có chứ. Đó bây giờ hồi xưa là có cảnh ở nhiều chỗ lắm, nhiều nước lắm. Đi chứ. Nhưng mà bây giờ nó giờ có chuyến đi thẳng rồi, chỉ có cảnh như nó mất. Đi vào nhà Vũ Hàm á. Kéo rồi. Bộ đầu. Tay này nó nhỏ chưa? Kéo nó tay đi. Có gió. Rồi, cảm ơn các bạn. Rất tuyệt vời.